Những cơn đau do sỏi thận thường dai dẳng và rất khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mách bạn 6 cách giảm đau do sỏi thận dưới đây giúp giảm đau nhanh chóng, cơ thể dễ chịu và thoải mái hơn những cách giảm đau do sỏi thận hiệu quả nhanh chóng. Cơn đau do sỏi thận thường đến bất ngờ và khiến cho người bệnh đau đớn lúc thì âm ỉ, lúc thì dữ dội. Cơn đau này làm cho người bệnh không thể tập trung, tệ hơn là không thể tỉnh táo và kiệt sức, thậm chí còn gây nguy hiểm nếu không cấp cứu kịp thời vì vậy cách giảm đau do sỏi thận gây ra là cần thiết trước khi bạn đến cơ sở y tế. Trường nóng, sử dụng túi sưởi hoặc là một chai nước nóng rồi trườm lên bụng là những cách giảm cơn đau do sỏi thận nhanh chóng. Một cách trường nóng khác khá là hiệu quả mà bạn có thể thực hiện đó lấy một nhúm muối rang nóng rồi trộn với ngải cứu, sau đó bọc trong một miếng vải rồi trườm lên vùng bụng bị đau. Cách giảm đau do sỏi thận, trường nóng uống nhiều nước, uống nhiều nước mỗi ngày là cách để bạn giảm cơn đau vì sỏi thận lượng nước mà bạn nên uống mỗi ngày là từ 2 đến 3 lít nước. Uống nhiều nước giúp lưu lượng nước qua thận tăng lên, giúp đào thải các chất cặn bã được tốt hơn. Các chất thải không có điều kiện lắng động, vi khuẩn tại đường tiết niệu cũng không có cơ hội phát triển tuy nhiên bạn nên uống nước lọc, nước ấm chứ không nên uống các loại nước có ga, hoặc là cà phê. Sử dụng lá hung quế tươi, bạn dùng một nắm lá hung quế tươi hoặc là khô để pha trà và uống nước hung quế này mỗi ngày một vài chén thì sẽ giảm đau rất hiệu quả. Một cách khác là có thể ép lấy nước cốt hoặc xay nước sinh tố để uống. Nguyên nhân là do lá húng quế có tác dụng lợi tiểu, chống viêm, giúp lưu thông nước tại thận, làm xoa dịu cơn đau do sỏi. Ngoài ra, trong thành phần còn chứa có chứa axit acetic, có thể giảm nồng độ axit uric máu, giúp hỗ trợ điều trị sỏi uzi. Sử dụng quả nam việt quất để giảm đau, một cách giảm đau do sỏi thận khá hữu ích chính là dùng quả nam việt quất. Cách làm khá là đơn giản, bạn chỉ cần ép quả nam việt quất lấy nước và uống thường xuyên trong nhiều ngày dùng cách này bạn có thể giảm những cơn đau vì sỏi thận hỗ trợ điều trị bệnh này hơn nữa còn có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu ngăn cản sự tích tụ và phát triển của các loại vi khuẩn rất hiệu quả giảm đau do sỏi thận bằng nước ép nam việt quất tuy nhiên loại nước ép này có thể hỗ trợ làm tan sỏi sơ trù vịt trong thận nhưng nếu bạn bị sỏi ổ xà lạt thì bạn không nên sử dụng nước ép quả nam việt quất bởi vì loại nước ép này chứa hàm lượng vitamin c cao vì thế sẽ làm bệnh sỏi thận thêm trầm trọng hơn sử dụng giấm táo để giảm cơn đau do sỏi thận gây ra. Giấm táo có nhiều lợi ích và bạn nên để sẵn một chai giấm táo trong căn bếp của mình. Bởi trong nhiều cách ứng dụng thì dùng giấm táo cũng là cách giảm đau do sỏi thận rất hiệu quả. Trong giấm táo chứa nhiều axit si có khả năng hòa tan sỏi canxi, ô xà phốt phạt, giúp giảm cơn đau do sỏi thận hiệu quả. Cách dùng giấm táo để giảm cơn đau vì sỏi thận rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 2 muỗng giấm táo pha với 200ml nước và uống thường xuyên trong ngày nên sử dụng trước bữa ăn thì sẽ có hiệu quả nhanh và rõ rệt hơn uống thuốc giảm đau hiện nay có một số loại thuốc giảm đau mà bạn có thể uống không cần bác sĩ kê đơn nếu cơn đau vì sỏi thận ập đến bất ngờ tuy nhiên để tránh tác dụng phụ đối với một số đối tượng bị dị ứng cùng thành phân thuốc và có hiệu quả được như mong muốn thì bạn cần có sự cho phép và kê đơn cũng như tư vấn rõ ràng của bác sĩ vì thế nếu bạn muốn giảm cơn đau vì sỏi thận bằng các loại thuốc giảm đau thì cần có sự cho phép và hướng dẫn chi tiết từ các bác sĩ để tìm hiểu các kiến thức để bảo vệ bản thân khỏi bệnh sỏi thận, hoặc là tìm hiểu về những điều cần lưu ý trong các cách giảm đau do sỏi thận, các bạn có thể tham khảo tại website http 2 2 soi than vn hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại 0243 990 6195 0243 628 6226 để nhận sự tư vấn và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về vấn đề sỏi thận của bạn.